Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay Như vậy là cái chuỗi tăng lãi suất dài nhất kể từ thời điểm năm 2006 của Fed đã chính thức là chấm dứt sau các cuộc họp quyết định nâng lãi suất của FOMC diễn ra vào dạng sáng ngày hôm nay ở đây được coi là một trong những cái thông tin tương đối tốt cho thị trường tài chính chung. tuy nhiên trái ngược với sự tích cực đó thì đối với cả thị trường crypto thì trong ngày hôm nay giá của Bitcoin lại giảm mạnh xuống dùng 25 ngàn. Vậy thì điều gì khiến cho thị trường lại có cái sự giảm điểm như vậy cũng như là những cái thông tin nào trong thời gian tới nó sẽ tác động đến thị trường mình sẽ phân tích kỹ cho các bạn ở trong ngày hôm nay. OK, chúng ta sẽ cùng đến với cả nội dung chính của với ngày hôm nay. Thì uh, trong các cái buổi live stream hay là những cái video và phân tích thị trường trước đó, thì mình cũng đã có chia sẻ cũng như là phân tích cho mọi người khá là chi tiết uh, về cái khả năng đưa ra quyết định lãi suất của Fed, đúng không ạ? Và đúng như là chúng ta dự đoán, thì uh, dạng sáng ngày hôm nay là ngày 15/6, thì đã diễn ra cái cuộc họp của FOMC và tại đây thì Fed đã đưa ra một quyết định rất là quan trọng, uh, trong đó có cái việc dừng cái việc tăng lãi suất và từ đó thì giữ nguyên ở mức là 5,25%. Và với cái việc là thông báo tạm dừng tăng lãi suất này thì đã chính thức là chấm dứt cái chuỗi tăng liên tục của Fed trong gần khoảng một năm. À, trong cái cuộc họp FOMC thì chủ tịch của Fed là Powell thì cũng đã cho biết rằng là cái việc gọi là dừng tăng lãi suất này nó sẽ không báo hiệu à, cho cái hành trình trong tương lai của Fed sẽ làm gì. Và tại đây thì Powell cũng đã có nhắc lại cái cam kết của Fed trong cái việc là quyết tâm đưa cái mức lạm phát về mức 2%. Và cũng tuyên bố rằng là hầu hết những người tham gia thì đều tin vào cái việc là quyết định dừng tăng lãi suất hiện tại là điều cần thiết cho thị trường tài chính sau cái vụ uh, sau những cái vụ sụp đổ ngân hàng diễn ra liên tiếp từ đầu năm tới giờ và trong bài phát biểu thì ông cũng nhấn mạnh rằng là cái tầm quan trọng của việc là đánh giá những cái tác động của kinh tế vĩ mô và đặc biệt là những cái đợt đóng cửa ngân hàng gần đây thì nó đang gợi nhớ cho chúng ta đến cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. À, thì cái lý do tại sao mà khá là nhiều chuyên gia cũng đã dự đoán được là Fed sẽ dừng tăng lãi suất trong tháng 6 là bởi vì là trước cái đợt mà công bố lãi suất này ấy, thì uh, có khá nhiều những cái thông tin tích cực uh, từ những cái dữ liệu về lạm phát trong khoảng thời gian gần đây. Cái thời điểm mà chúng ta nhận ra được rõ nhất cho cái sự hạ nhiệt của lạm phát ấy, đó chính là cái thông tin ví dụ như là uh, chỉ số CPI, uh, chỉ uh, chỉ số PPI được công bố đều có xu hướng giảm dần đúng không ạ? Và từ đó thì tạo ra được cái niềm tin rằng đó là cái việc uh, tăng lãi suất nó có thể được tạm dừng. Uh, tuy nhiên thì có một số những cái điểm mà khá ngạc nhiên từ cái kết quả của cô họp của FOMC đó chính là cái dự báo dot plot mà các thành viên FOMC đã đưa ra về cái kỳ vọng lãi suất trong tương lai. Thì theo như dự báo này ấy, thì đang cho thấy rằng là các cái nhà hoạch định chính sách của Fed họ cũng đang kỳ vọng là uh, cái mức lãi suất nó sẽ còn tăng. Uh, và với cái mức dự báo gọi là bình quân uh, là lãi suất hiện tại là đang khoảng 5,5 uh, cho tới 5,75% từ giờ đến cuối năm nay. Hiện tại thì mức lãi suất của Fed đang là 0,25% cho mỗi lần nâng. Thế nên là với cái mức lãi suất nói trên ý, thì Fed khả năng sẽ còn hai lần nâng lãi suất nữa trong bốn cái cuộc họp còn lại của năm nay. Và các cái thành viên thì cũng dự báo rằng là cái mức lãi suất trong năm tới năm 2024 này rơi vào khoảng 4,6% tức là khoảng giảm khoảng 1% so với năm nay và 3,4% vào năm 2025. Và ngay khi mà thông tin Fed sẽ có những cái động thái gọi là tiếp tục tăng lãi suất trong cái đợt tới thì những cái sông số của CME Group 2 cũng đã chứng kiến những cái sự biến động ở à, tại đây thì các bạn thấy là các cái chuyên gia kinh tế hàng đầu họ cũng đang dự báo là cái tỷ lệ tăng lãi suất vào ngày 26 tháng 7 tới của Fed nó rơi vào khoảng là 69,4%. Và với cái nhận định của mình về việc là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái Fed nó quyết định là giữ nguyên mức lãi suất thì nó giống như là một cái sự gọi là nới lỏng cho toàn bộ thị trường vậy. Đúng không? Sau một cái đoạn thời gian nó rất là căng thẳng. Khi mà những cái lần tăng lãi suất trước thì nó đã khiến cho thị trường tài chính đặc biệt là trong ngân trong cái mảng ngân hàng gặp rất nhiều khủng hoảng thậm chí là những cái ngân hàng lớn từ hai thụy sĩ cũng đứng trước cái nguy cơ bị phá sản tuy nhiên thì với cái dự báo về những cái đợt tăng lãi suất trong khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm 2023 thì cho có chúng ta có thể thấy rằng là cái đợt gọi là dừng dừng tăng lãi suất này nó chỉ là một cái quãng nghỉ để cho thị trường có cái cơ hội phục hồi trở lại mà thôi và nó chưa phải là cái sự kết thúc của cái đợt lãi suất năm nay rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến một cái mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2006 cho tới giờ và cái điều này là cái điều mà đã được phép thông báo OK, thì đó là những cái thông tin vĩ mô quan trọng trong dạng sáng ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trạc BDC trên khung daily, thì các bạn có thể thấy rằng những cái thông tin trong cuộc họp FOMC thì cũng đã đề cập đến việc là Fed có thể là tăng lãi suất thêm hai lần nữa và nó cũng đã tạo nên một cái tín hiệu tương đối tiêu cực cho những loại tài sản, ví dụ như là chứng khoán hoặc là crypto. Các bạn thấy là giá của Bitcoin từ cái thời điểm mà quyết định là lãi suất được tung ra thì nó có một cái pha giảm giá đáng kể khoảng 5% từ mức là 26.000 xuống mức là thấp nhất là 24.800. Và với cái việc là Bitcoin có một cái pha giảm mạnh như vậy thì nó cũng đã kéo toàn bộ thị trường uh, trang trí nó sắc đỏ những cái coi cũng giảm rất là mạnh. Uh, những cái đồng coi top còn thấy là có những cái biến động từ 3 đến 8% uh, tổng vốn hóa của thị trường crypto thì đã giảm khoảng 3,5%. À, uh, theo như dữ liệu của Coin Class uh, tính đến uh, thì có đến khoảng 152 triệu đô la lệnh phái sinh bị thanh lý trong 24 giờ qua uh, với hơn 88% đến từ phe long. ở uh, trong đó thì có hai đồng coin lớn nhất trên thị, thị trường À, chiếm phần lớn cái giá trị bị thanh lý đó là à, đến từ ba sàn là Binance, OKX và Bybit Quay trở lại với cả chart của thị ở trên khung daily thì các bạn thấy là cái pha giảm này nó không quá bất ngờ khi mà giá của Bitcoin nó vẫn đang di chuyển trong cái kênh giá giảm đúng không ạ? Và nó cũng đã về cái vùng mà chúng ta dự đoán từ trước, là vùng từ 24 đến vùng 25 ngàn. Và nếu mà chúng ta check trên cái dữ liệu của Glassnode thì đang cho thấy rằng là những cái địa chỉ ví duy nhất nắm giữ từ 100 đến 1000 bit thì đã tăng cái lượng nắm giữ của họ khá đáng kể từ cái thời điểm mà cái việc là kiện sàn Binance cũng như là coi bay. À, các cái địa chỉ ví nắm từ 10 đến 100 bit thì cũng có hoạt động tương tự. À, tuy nhiên thì cái lượng nắm giữ nó không thực sự là tăng mạnh như là những cái địa chỉ ví mà nắm hơn 1.000 BTC. Và với những thông tin và những dữ liệu trên ấy, thì mình cho rằng pha giảm này à, tạm thời là chạy theo tin tức. À, tuy nhiên thì cũng không loại trừ khả năng Bitcoin sẽ à, có thể nếu mà phá qua cái vùng 24, 25.000 thì Bitcoin sẽ mình cho rằng sẽ về lại vùng 20. Thì không biết là các bạn nghĩ rằng là cái việc về vùng 20 thì đó là thông tin tốt hay là thông tin xấu, bởi vì mình thấy là Uh, cũng rất là nhiều bạn nói rằng là ước gì uh, Bitcoin về lại 15 mà về 20 000 để mà mình mua đúng không ạ? Thì uh, đây là chúng ta đang đến cái con đường mà chúng ta đang đến cái mức giá mà chúng ta mơ ước rồi đấy. Thì mình cũng không rõ đây là thông tin tốt hay là thông tin xấu. Có người thì nói rằng đây là thông tin xấu, có người thì đó là uh, thông tin tốt thì mình sẽ để cho mọi người tự uh, comment. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình cho rằng là cái vùng giá từ 25.000 đổ xuống À, các bạn nhiều bạn hỏi mình bây giờ vùng giá này là mua được BTC chưa thì mình cho rằng là à, mua thì cũng khá ổn rồi nó cũng không phải là mức giá à, quá tốt nhưng nó cũng không phải là cái mức giá là quá xấu à, nếu mà các bạn mua thì các bạn có thể chia à, vốn ra thành nhiều lần à, chúng ta mua thì nó sẽ hợp lý hơn à, chứ không nên mua à, Odin một phát ngay ở mức giá này à, tuy nhiên nếu mà các bạn hỏi mình là có mua được hay không thì mình trả lời là à, mua cũng à, khá ok rồi nó không phải mức giá quá xấu chưa ạ trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới ngoài ra với những cái bạn mà đang giao dịch margin và future mà các bạn cần sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể tham khảo nhóm tín hiệu margin của anh View Capital. Các bạn chỉ cần để lại thông tin ở cái đường link này thì sau đó sẽ có admin liên hệ và hỗ trợ các bạn. Và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường crypto currency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. OK, thì chúng ta sẽ đến với một số những thông tin crypto đầu tiên liên quan đến những cái dữ liệu mà trong ngày hôm nay để khiến cho USDT bị mất pet nhẹ cũng rất là nhiều bạn đang quan tâm đến cái thông tin này. Thì đây là những cái dữ liệu đến từ Curve, đây là một trong những cái nền tảng AMM, nó khá là tương đồng với cả Uniswap. Thì tại đây thì nó sẽ cho thấy một cái lượng lớn người dùng DeFi đang có cái xu hướng là quy đổi từ USDT sang USDC và Dai trong ba pool thì cái tỷ lệ USDT trong ba pool của Curve nó đang ở ngưỡng là vượt 73% khi mà người dùng hiện tại họ đang ồ ạt quy đổi USDT để lấy USDC và Dai và khiến cho cái tài sản trong pool này tăng lên khoảng 400 triệu đô la trong đó thì cái lượng USDT đang ở gần mức là 300 triệu đô USDC thì là 53 triệu và Dai thì là 53,7 triệu. sở dĩ thì nhà đầu tư tiền mã hóa đang khá lo ngại trước cái sự thay đổi bất thường này của cái tỷ lệ USDT trong ba pool là bởi vì đây là À, nơi thường xuyên có cái sự liên hệ với những cái biến động những cái biến động lớn à, đó là trong lịch sử thì nó có hai dịp mà cái tỷ lệ USDT trong ba pool nó vượt 50% lần đầu tiên là vào tháng 11 một hai nghìn hai mươi hai thời điểm đó là cái thời điểm gì các bạn nhớ không ạ là thời điểm sàn etic phá sản à, trước đó là giai đoạn tháng 5 và tháng 6 hai nghìn hai mươi hai cái thời điểm cuộc khủng hoảng thanh khoản do như, uh, luna và usdt diễn ra cũng như là sự sụp đổ của true air capital À, ngoài ra thì cái lượng USDT ở trong pool stablecoin lớn nhất của Curve vào tháng 3 năm nay thì cũng đã từng giảm xuống dưới 5% khi mà người dùng DeFi tháo chạy khỏi USDC trong cái cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ à, mà khiến cho USDC bị mất pack rất là nhiều. À, chính vì vậy thì đang có khá là nhiều những cái suy đoán về cái việc là ai đó đang biết trước về thông tin gì đó liên quan đến USDT và quyết định là quy đổi stablecoin này sang những cái giải pháp khác hoặc là USDT đang bị tấn công giống như cách UST đã từng bị xả trong 4 pool của Curve dẫn đến cái việc là bị depeg vào ngày 8 tháng 5 năm 2022 và khiến cho toàn bộ hệ sinh thái của Luna và UST sụp đổ sau đó. Và cái hệ quả cho việc USDT tăng đột biến trong ba pool đó là ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì giá của USDT đang bị mất pet nhẹ thôi. Và nếu mà chúng ta check ở trên Cap thì USDT hiện tại kể từ khi ra tin nó cũng đã có những cái pha di chuyển dưới 1 đô la. Mặc dù đây là một cái thông tin mà có thể là khá đáng ngại, tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn lại trong quá khứ thì cũng có khá nhiều lần USDT cũng đã bị deprec rồi và sau đó thì đều quay trở lại cái quỹ đạo của nó. Bản thân mình thì mình nghĩ rằng là USDT vẫn là một trong những cái stablecoin khá an toàn để lưu trữ ở cái thời điểm hiện tại. Ok thì chúng ta sẽ đến với thông tin cuối cùng. Thì sau cái hành động rút hoạt động khỏi Canada vào ngày hôm qua thì Binance tiếp tục thông báo về cái việc là họ sẽ chấm dứt cái pháp nhân tại đảo ship thì cụ thể là theo căn cứ thông tin được đăng tải bởi cơ quan quản lý chứng khoán ship ấy, Thì Binance Keep Trust, Limited đang trong cái quá trình mà xin hủy tư cách pháp nhân tại đây. À, Binance Cryptos thì đã được SDC của ship cấp giấy phép kinh doanh loại 3 vào tháng 10 2022 và với cái tư cách là một cái đơn vị cung cấp dịch vụ tài tài sản tiền mã hóa. Và kể từ đó thì Binance họ cũng đã kinh doanh hợp pháp những dịch vụ như là spot lưu ký uh, lưu ký uh, staking và đồng thời thì họ cũng uh, tuân thủ những cái quy tắc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của CSET. Uh, lúc bấy giờ thì sàn nhận định đây là một trong những cột mốc khá quan trọng đối với cả công ty trong cái nỗ lực là mở rộng tên tuổi của mình trong mắt những cái giới cái giới chức quản lý của các nước. Tương tự như là những cái thành công mà họ đã đạt được ở thị trường Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Hiện nay thì chưa rõ nguyên nhân của cái động thái này. Uh, tuy nhiên thì cũng có nhiều người đang nói rằng là Uh, do là SDC đang uh, kiện uh, sàn Binance, uh, theo mình khả năng cao là Binance họ sắp tới họ sẽ có những hành động gọi là cung cấp những cái dịch vụ uh, cho các cái quốc gia mà có liên hệ uh, chặt chẽ với cả nước Mỹ trong thời gian tới, uh, nước Mỹ họ hiện tại họ đang khá là mạnh tay với cả những cái sàn giao dịch, thế nên là có thể là Binance sẽ tạm thời là phải uh, rút và uh, tìm kiếm uh, những cái thị trường khác đây có thể là coi một trong những bước lùi của thị trường crypto. Tuy nhiên thì khi mà họ làm điều này thì có thể là họ sẽ bảo vệ được giám dịch cũng như là bảo vệ được những cái thị phần trong những cái quốc gia khác. Mỹ thì là thị trường lớn. Tuy nhiên là không phải là tất nhiên không phải là lớn nhất đúng không ạ? Chúng ta sẽ vẫn còn những cái quốc gia khác cũng tham gia vào giám dịch bảy nền. Thì mình sẽ theo dõi sát sao những cái thông tin này để các bạn có để có những cái thông tin tốt nhất. OK thì đó là những cái thông tin mà mình cho rằng nổi bật nhất trong cái thời điểm hiện tại các bạn sẽ cần được update. Nếu như các bạn cảm thấy video hay hãy đừng quên like, share, comment bên dưới cho mình biết cũng như là các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và ấn hình quả chuông để trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ có những cái thông tin quan trọng nào mình sẽ update ngay cho các bạn. Xin chào và hẹn các bạn trong video sau.